ban tổ chức đã chọn ra 43 dự án xuất sắc nhất tiến vào vòng bán kết ngày hôm nay. Có chương trình này thì sẽ khai thác được triệt để các tài năng của sinh viên hơn ạ. Tụi em cảm thấy là cuộc thi lần này mang đến cho tụi em một cuộc thi rất là ý nghĩa, cho tụi em thỏa sức sáng tạo với đề tài và khởi nghiệp của mình. Vì là học ngành du lịch nữa nên là em muốn đem du lịch tới với Đắk Lắk của nhà em để có thể phát triển triển được ở nơi đây tốt hơn ạ. Theo bản thân em thì em cảm thấy là rất biết ơn cái trường đã tạo nên một cái sân chơi lành mạnh và bổ ích. Cái sân chơi này là giúp chúng em là có thêm tự tin, có nhiều cái ý tưởng đưa ra thị trường. Và có lời khuyên là các bạn là hãy tự tin và thể hiện hết sức của mình trong các đề tài khởi nghiệp. Rút kinh nghiệm vừa thi xong thì em khuyên các bạn là nên đọc kỹ nhiều tài liệu hơn, tập duyệt kỹ trước khi lên thuyết trình.